Cô xin chào tất cả các con cùng đến với phân môn tập đọc lớp 1 tuần 27. Trước khi vào bài mới, cô cùng các con ôn lại kiến thức cũ nhé. Đọc cho cô bài Hoa Ngọc Lan. Trả lời cho cô câu hỏi số 1. Nụ hoa lan màu gì? Câu trả lời: nụ hoa lan trắng ngần. Câu số 2. Hương hoa lan thơm như thế nào? Câu trả lời: hương lan ngan ngát tỏa khắp vườn, khắp nhà. Cô có lời khen với tất cả các bạn đã vừa đọc tốt bài và trả lời đúng hai câu hỏi. Tiếp theo, cô cùng các con nghe nhạc và xem tranh nhé. Sẽ thấy được cảnh đẹp vào buổi sáng và những niềm vui và hạnh phúc mà đất trời chờ đón chúng ta. Có đúng là như vậy hay không? Thì cô cùng các con vào bài tập đọc ngày hôm nay, bài Ai dậy sớm. Các con nghe cô đọc bài nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm bước ra vườn, hoa ngát hương đang chờ đón. Ai dậy sớm đi ra đồng, có vừng đông đang chờ đón. Ai dậy sớm chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Võ Quảng. Trong bài có 3 khổ thơ, cô sẽ ngắt nghỉ nhịp để cho các con đọc đúng và hay hơn nhé. Các con chú ý. Rồi bây giờ các con nghe cô đọc lại. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm bước ra vườn, hoa ngát hương đang chờ đón. Ai dậy sớm đi ra đồng, có vừng đông đang chờ đón. Ai dậy sớm chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Võ Quảng. Trong cô mời các con đọc bài. Trong bài có những tiếng từ khó, cô muốn lưu ý với các con: từ ra vườn, từ ngát hương, từ vừng đông và từ lên đồi. Các con cùng cô luyện đọc nhé. Từ ngát hương, cô lưu ý với các con ở tiếng hương. Tiếng hương gồm có âm hờ đứng trước, vần ương đứng sau. Nghe cô đọc: hờ ương hương, ngát hương. Cô mời các con đọc. Từ ngát hương chính là mùi thơm, mùi hương lan tỏa trong không khí mà chúng ta ngửi được. Từ ra vườn, cô lưu ý với các con tiếng vườn. Tiếng vườn gồm có vần ương. Các con hay nhầm lẫn với vần ương. Nghe cô đọc: và ươn vươn huyền vườn, ra vườn. Cô mời các con đọc bài. Từ tiếp, từ vừng đông, cô lưu ý ở các con là tiếng vừng. Tiếng vừng có âm và đứng trước, vần ưng đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ư. Các con hay nhầm lẫn âm và với âm giờ. Và nghe cô đọc bài. Vừng đông. Cô mời các con đọc. Tiếp, từ lên đồi, cô lưu ý ở các con là tiếng đồi. Tiếng đồi gồm có âm đà đứng trước, vần ôi đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ô. Các con thì hay nhầm lẫn âm ô trong vần ôi với lại vần oi. Các con chú ý nhé. Đà ôi đôi huyền đồi, lên đồi. Cô mời các con đọc bài. Cô mời các con đọc lại toàn bài. Ngát hương, ra vườn, vừng đông, lên đồi. Đây lãnh là vừng đông. Vừng đông là lúc mặt trời mọc, cảnh lúc mặt trời mọc rất là đẹp. Mặt trời mọc vào buổi sáng đúng không các bạn? Đúng rồi. Tiếp, cô cùng các con chuyển sang phần luyện đọc từng dòng thơ nhé. Dòng thứ nhất: ai dậy sớm? Cô mời các con. Bước ra vườn? Cô mời các con. Hoa ngát hương.
đang chờ đón. Ai dậy sớm? Cô mời các con. Đi ra đồng. Cô mời các con. Có vừng đông. Cô mời con đọc bài. Đang chờ đón. Cô mời các con. Tiếp. Ai dậy sớm? Cô mời các con. Chạy lên đồi. Cô mời các con. Cả đất trời đang chờ đón võ quảng. Cô mời các con đọc lại toàn bài. Trong bài có 3 khổ thơ. Cô cùng các con sẽ luyện đọc theo từng khổ thơ nhé. Khổ thứ nhất. Ai dậy sớm bước ra vườn, hoa ngát hương đang chờ đón. Khổ thơ thứ hai. Ai dậy sớm đi ra đồng, có vừng đông đang chờ đón. Cô mời các con. Khổ thơ thứ ba. Ai dậy sớm chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón võ quảng. Ở tiết học 1 này thì các con sẽ được giảng tải phần tìm tiếng trong bài có vần ươn, vần ương và nói câu chứa tiếng có vần ương, vần ươn. Các con cùng đọc nhẩm lại bài để đến với phần tiếp theo là phần tìm hiểu bài. Phần tìm hiểu bài, cô có câu hỏi như sau. Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em? Thứ nhất là ở ngoài vườn có điều gì chờ đón em nào? À, đó chính là hoa ngát hương đang chờ đón. Và khi dậy sớm, điều gì chờ đón em ở trên cánh đồng? Trên cánh đồng có vừng đông đang chờ đón em. Tiếp, khi dậy sớm, điều gì chờ đón em ở trên đồi? À, đó chính là cả đất trời đang chờ đón em. Qua phần tìm hiểu bài và phần đọc bài thì chúng ta biết được rằng bài Ai dậy sớm cho chúng ta thấy được cảnh đẹp buổi sáng rất là tuyệt vời. Và khi dậy sớm, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống mà đất trời chờ đón chúng ta. À, như vậy, mỗi buổi sáng các con nên dậy sớm để tập thể dục ở ngoài trời, cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi tập thể dục xong, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái, đón một ngày mới thật tươi vui và tràn đầy năng lượng. Các con đồng ý với cô không? Rồi, cô cảm ơn các con. Tiếp theo, cô cùng các con chuyển sang phần học thuộc lòng bài thơ. Các con cùng đọc bài nhé. Rồi, đọc lại toàn bài. Ở phần học thuộc lòng bài thơ thì cô nhờ ba mẹ ghi lại video của các con đọc bài và gửi cho các cô lớp 1. Cô mời các con đọc lại toàn bài một lần nữa. Ở phần tiết 2 này thì phần luyện nói với theo chủ đề đã được giảm tải. Vì vậy tiết học đến đây là kết thúc. Cô muốn lưu ý với các con qua bài tập đọc Ai dậy sớm thì muốn nhắn nhủ với các con rằng khi mình dậy sớm, mình sẽ cảm nhận được rất là nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc mà đất trời chờ đón mang tới. Tiếp theo, cô muốn dặn dò với các con ở nhà học thuộc bài thơ và xem trước bài Mưu chú sẻ nhé. Cô chúc các con học giỏi, chăm ngoan. Thân chào các con và hẹn gặp lại.